Chúng tôi rất vui trong cái không khí chuẩn bị kỷ niệm 15 năm thành lập 24h.com.vn. Trong những cái thành công chung của công ty thì ban bóng đá thể thao cũng rất là tự hào đóng góp một cái phần nhỏ bé ở trong những cái thành quả đã tạo được. Tôi xin chúc là 24h.com.vn sẽ dành thêm nhiều thành công lớn hơn, thành tựu quan trọng hơn và sẽ có sức lan tỏa rộng hơn trong cộng đồng. Xin chào mọi người. Tôi là người đã từng làm việc ở 24 giờ từ những năm đầu 2006. Đã cùng 24 giờ đi những đi bước trên những chặng đường rất là khó khăn, vất vả, rồi rất là khát vọng, nhưng cũng rất là có nhiều niềm vui. Thì nhân dịp mà thành lập và kỷ niệm 15 năm thành lập 24 giờ, xin chúc 24 giờ trên những chặng đường mới rất là thành công hơn nữa và rất là phát triển. Xin cảm ơn. Nhân kỷ niệm 24 giờ tròn 15 tuổi, bước sang tuổi thứ 16, thì chúc cho 24 giờ sẽ có một cái đường mới đột phá và phát triển hơn nữa. Chúc tất cả mọi người sẽ có những cái trải nghiệm và những cái thành tích xuất sắc trong năm nay. Cuối cùng thì chúc mừng sinh nhật 24 giờ. Chúc công ty 24 giờ sẽ phát triển ngày càng lớn mạnh. Sẽ có rất là nhiều các thế hệ mới, mầm non mới, những cái thành công mới trên môi trường quảng cáo trực tuyến để cho bọn đi được cống hiến nhiều hơn, hay những cái lớp trẻ mới được thay thế những cái lớp cũ và làm nên những cái thành công rực rỡ hơn nữa. Nhân dịp kỷ niệm 15 năm thành lập công ty, tôi muốn gửi đến lời chúc sức khỏe thành đạt tới chủ tịch, tổng giám đốc cùng những đồng nghiệp đã làm việc với mình gắn bó hàng ngày. Chúc công ty ngày càng phát triển công trong thời gian tới. Chúc mừng sinh nhật 24 giờ. Chúc 24 giờ luôn là trang điện tử hàng đầu Việt Nam. Chúc 24 giờ luôn được độc giả yêu mến. Chúc 24 giờ phát triển vượt bậc trong năm sắp tới. Mấy em 24 giờ, thanh xuân của tôi. Chúc mừng sinh nhật.